Em Liễu xin chào các bác. Đây là ba kích tím Quảng Ninh hàng loại 1. Nhà em đặt. Người ta cắt lấy chọn lấy cái củ già hàng loại 1 không nhá. Thì em sẽ test cho các bác xem. Đây. Khi mà bổ vào thì nó sẽ có màu tím nhá. Em bán với giá là 200.000 một kg để các bác lấy đi tự trải nghiệm, tự rửa và tự tách bỏ cái lõi đi, dùng cái phần thịt của nó để ngâm thôi. Khi mà ngâm thì các bác chuẩn bị cho em rượu 35 đến 40 độ. Rượu nếp càng tốt, nếu mà không thì dùng rượu gạo hoặc là rượu ngô. Như em ở đây thì em ngâm bằng rượu ngô. Các bác chuẩn bị cái bình thủy tinh để mà ngâm thì nó sẽ đẹp mắt. Trên nhà em thì em ngâm vào chum, em thấy ngâm vào chum là nó uống rất là ngon, kiểu nó uống nó thanh ấy, nó ngon. Thì là một ký thì các bác ngâm cho em từ 3 đến 4 lít rượu, nó sẽ tím từ đáy bình trở lên và rất là thơm ngon. Sau 1 năm nếu mà các bác để dành càng lâu uống nó càng ngon nhé. Không thì nếu mà muốn uống sớm thì là khoảng hơn 1 tháng đến 2 tháng là nó đã bắt đầu tím rồi nhé. Em bán là 200 ngàn 1 kg. Các bác tự rửa, còn là nếu mà các bác không có thời gian rửa, không có thời gian tách bỏ lõi thì em làm sẵn cho vào túi hút chân không gửi đến các bác. Em bán 280.000 1 kg là em ship toàn quốc nhé. Bác nào có nhu cầu sử dụng em ship cho. Em phơi được một ít quả dứa dại nhé các bác. Các bác gặp các vấn đề như là tiểu rắt, tiểu buốt, sỏi thận, sỏi mật, sỏi bàng quang. Hoặc là các bác bị viêm gan, sơ gan cổ trướng, có tham khảo sử dụng cái quả dứa dại này nhé. Các bác lấy đi để sắc nước uống ạ. Em bán với giá là 120.000 1 kg quả dứa dại đã phơi khô thế này. Còn nếu mà bác nào thích lấy tươi thì các bác chịu khó nhắn trước cho em nhé. Để em nhắn dân đi rừng người ta gặp thì người ta lấy về ấy. Tại vì tươi thì nhiều khi không để được em. Em không, em ít khi thu về để sẵn, thì lấy về để mà phơi thôi ấy. Đấy, em đóng từng túi như này là 1 ký. Các bác lấy thì em bán từ 1 ký trở lên nhá.